Mình tên là Long, mình học ở trường tiểu học ở Phan Thiết, học lớp 6. À, nha, học trường trung học cơ sở Hùng Vương, học lớp 6. Đây là dự án bắn chim của mình. Trong đây, con chim sẽ đi từ bên trái sang bên phải như này. Còn đây là cung tên. Đây là cung tên, đây là mũi tên. Khi chim bay qua, phải xài mũi tên bắn trúng chim. Em xin Long có tả thêm về việc mình hình như hình ảnh này mình lấy ở đâu? Dạ, những cái hình ảnh này thì con lấy trên Google. Rồi mình tả trên mạng về. Con mô tả thêm về các lệnh mình đã sử dụng. Ví dụ như mình đã lập trình cho con chim bay liên tục như thế nào, hay là lập trình bắn mũi tên như thế nào? Nè, cái lạnh. Con có thể giải thích đấy, làm thế nào để cho con chim bay liên tục được, đúng không? Con chim không chỉ bay một lần mà sẽ bay liên tục thì làm thế nào? Dạ đây. Đây là phần chim xuất hiện. Cái phần mà thiết lập thông tin này thì sẽ giúp cho chim bay liên tục từ trái sang phải. Đây là phần đặt ít y. Ít thì sẽ đặt là không từ bên trái, còn y là đặt ngẫu nhiên từ từ 1 đến 100. Đây là tốc độ của chim bay. Đấy là chim xuất phát rồi làm thế nào để cứ sau bao nhiêu lâu chim lại quay về vị trí ban đầu, hoặc là chim ẩn đi rồi xuất hiện trở lại hay như thế nào? À, để chim quay trở lại thì đây đây là khối lệnh để chim khi mà chạm vào cạnh thì sẽ quay trở lại, hoặc khối lệnh khi chim chạm vào mũi tên sẽ quay trở về chỗ cũ. Rồi, con đã mô tả thêm, con chia sẻ thêm về bài của mình. Ví dụ như trong bài này con thấy phần nào là phần khó nhất, hay là bài còn lỗi gì không, hay là những ý chức năng phát triển trong tương lai? Dạ, phần khó nhất là phần block chấm tâm m này. Rồi con thấy bài của con hiện tại là đã hoàn thiện chưa? Xem còn có thiếu sót gì không? Con có muốn bổ Dạ. sung thêm gì không? Bài này thì cũng chưa hoàn thiện hoàn toàn vì hướng của cung vẫn chưa được hướng của cung vẫn chưa được chính xác, với lại hướng của mũi tên cũng chưa được chính xác. Trong tương lai con có ý tưởng gì để phát triển chương trình hay hơn nữa không? Dạ, trong tương lai thì con sẽ thêm hình nền chỉnh hướng của các nhân vật đã bị lệch hướng và Rồi. để thêm nhiều chim hơn. Rồi ok. Như vậy sau khi mình thuyết trình xong mình có thể kết thúc bài. Rồi ok, như vậy là Long đã hoàn thành phần thuyết trình của mình. Coi như là mình đã giới thiệu qua để mọi người hình dung ra được về cái ý tưởng của bài. Đúng là mặc dù bài này chưa chưa hoàn thiện, có thể vẫn còn lỗi, và mình chưa có cái video để minh họa, được chưa? Thì ở đây thì về cơ bản thì chúng ta các cái chức năng
Bài này là Long cũng hướng đến các chức năng cơ bản rồi, nhưng Long lưu ý là mình cần bổ sung thêm một số cái nữa, như âm thanh chẳng hạn là cái cơ bản, hay là gì, hay là hình nền, đúng không? Hình nền là cái dễ thì mình lại đang chưa 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 bổ sung. Chắc là mình nghĩ là nó dễ bổ sung lúc nào cũng được, mình ưu tiên làm cái khác trước. Tuy nhiên thì chúng ta lưu ý là khi nào cái nào dễ thì mình vẫn sẽ phải 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 phải, phải có nhá. Rồi cái okay.